number three. How can the ball be the glass? So, yeah, quả bóng thì phải đưa lên phía trước bằng cách đưa gì đấy, đưa bóng vào một tay đúng không, hoặc là bơi đầu ngẩng lên phía trước và gì đấy sóng từ trong đầu cầu thủ hay đảo đảo ngàn như vậy, quả bóng phải đưa như thế nào như vậy ha, cảm ơn mọi người này. Ok, good. You can monkey, you can good one up. Ok, good. Number three. Which flavor are the lobster called the corn with? Crab. Which flavor? Crab. The one with can hold the corn. Okay, more fish. Okay, good. Very good. Sau đây là sentence. Không chỉ có người chơi nào trừ không ra thì có thể giữ cái ba người. Okay, good. Top three, look at line 5 and line 6. Okay, good. One, top. Okay, good. Now, go on. Can? Okay. Now, okay. Okay, can we come up? Come up, 4, 9. Like 3 and 9, like 4. Cho nên là sentence. Cầu thủ sẽ bị sao đấy? Sau khi mà phạm lỗi rồi. Okay, good, thank you. Okay. 1. Okay, good. Hai người,
Okay. Two hands. Có mấy ý các bạn?